tối có ai nghe mưa không? Hồi tối Pháp Hòa ngồi làm việc ở bên cửa sổ, lúc đó chắc cũng khoảng 2 giờ, 3 giờ gì đó. Thì mưa cũng khá lớn, cho nên nó cái hạt mưa đó nó văng vô cửa sổ, cho nên mình ngồi mình làm việc mà mình nghe mưa. Hôm nay đổi giờ, con số người chưa biết, ngủ trễ. Hôm nay mình sinh hoạt Phật Pháp là Pháp Hòa sẽ không có một cái đề tài, nhưng mà Pháp Hòa sẽ đọc những câu hỏi của Phật tử gửi tới, rồi mình cùng chia sẻ với nhau. Và nhiều lúc Pháp Hòa không có thời gian để trả lời hết từng thơ, tại Phật tử gửi thơ vì chùa nhiều lắm, rồi hỏi câu này hỏi câu kia mà ngồi mà trả lời từng lá thơ thì nhiều quá. Pháp Hòa gom những câu hỏi này lại rồi lâu lâu và trả lời trong một bài nói chuyện, rồi quý vị sẽ nghe câu trả lời của mình trên những cái bài nói chuyện này. Bây giờ câu hỏi thứ nhất: thầy cho con hỏi, con có một người bạn mỗi tối thường đọc chú Đại Bi, nhưng từ khi được một người khác nói là chú Đại Bi là giải thoát, đọc nhiều cuộc sống sẽ trở nên cô đơn cô độc. Chú Đại Bi chỉ đọc khi cuộc sống có những biến cố như bệnh tật, khi có những khó khăn trong cuộc sống. Còn từ khi nghe như vậy, bạn con không còn đọc chú Đại Bi nữa. Bạn con hiểu như vậy đúng hay sai? Giờ quý vị trả lời giùm đi. Đúng hay sai? Sai mà sai bét nè, chứ không phải sai thường nữa. Còn nếu mà nói trật là trật lất nữa, chứ không phải là trật thường nữa. Sai bét mà trật lất nữa. Đối với những Phật tử chưa bao giờ biết chú Đại Bi là gì đó, thì Pháp Hòa xin thưa là chú Đại Bi là mình nói tắt, nói cho đầy đủ là thần chú Đại Bi. Đây là một bài thần chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, dạy cho chúng ta trì tụng. Thứ nhất là giúp cho chúng ta định tâm, thứ hai là phát triển lòng từ, thứ ba là tụng có năng lực bảo hộ cho mình. Trời đất ơi, kinh tụng mà càng tụng càng lẻ loi, càng cô độc thì ai dám tụng? Không bao giờ có chuyện đó. Mà hiểu như vậy thì trong Phật giáo chúng ta gọi là cái gì kiến? Trong năm kiến, tà kiến. Tà kiến, cái kiến là cái thấy. Cái thấy nó có 5 loại thấy. Biên kiến là thấy bên nè, tà kiến là thấy sai lệch nè, kiến thủ là cái thấy rồi mình chấp nè, giới cấm thủ là những giáo điều mình đọc trong mình chấp trước nè. Cái tà kiến là một cái thấy sai lầm, đây là một loại tà kiến. Cho nên nó tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Nếu tu mà không chịu học hành gì hết, không chịu nghe pháp, không chịu giảng, càng tu càng mù, càng tu càng mù, kêu tu mù, không biết cách tu. Thà nữ tu mà không học, không nghe pháp thì vô minh thêm lớn. Mà học cho thiệt nhiều mà rốt cuộc không hành gì hết thì đây, sanh tà kiến vậy. Làm gì có cái chuyện tụng kinh, trong khi đó kinh chưa hề nói mà mình tự nói không à? Mấy câu này là mình tự nói, chứ không có một cuốn Đức Quan Âm không thể nào nói thần chú Đại Bi này là đọc để khi bệnh tật, còn bình thường đừng đọc, đọc sẽ bị cô đơn. Đâu có chú nào nói vậy, chắc có thím nói chứ chú không nói à. Nếu mà có chắc thím nói chứ chú không nói. Cho nên thưa đại chúng, đừng có hiểu như vậy. Rồi cũng có một cái hiểu nữa là tụng chú Đại Bi phải ăn chay trường, tại vì chú Đại Bi là chú từ bi. Còn ăn mặn thì tụng không linh. Mô Phật. Nếu vậy chắc chỉ có mấy thầy thôi, hay là một vài người ăn chay trường nữa thôi, còn đa số tu không được, cũng không nên hiểu như vậy.
tu với ăn nó có dính dáng gì hết trơn. Chuyện ăn là chuyện của mình, quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh. Ăn chay trường mà tâm tánh chưa sửa thì cũng như không, phải không? Thành thử ra cái quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh, mình học cái gì từ kinh Phật, Phật dạy mình, chứ đâu phải là cái chuyện gọi là ăn chay trường không chay trường. Thì con bò nó cũng ăn chay trường đó, con bò nó có ăn thịt đó, nó ăn cỏ không đó, mình không lại nó đi. Cho nên đừng có hiểu như vậy, hiểu như vậy nó sai lệch dữ lắm. Mà tu một chập rồi đó, tự nhiên thay vì mình có an lạc, mình có thảnh thơi, mình có sự tự do, thì càng tu càng sanh tâm sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ bị Phật quở, sợ bị Phật phạt, sợ cô đơn, sợ nhà lộn xộn, đủ thứ sợ. Càng mình tụng kinh để phát, để mà làm cho mình hết cái sợ hãi khổ đau, mà càng tụng càng sợ thì thôi tu để làm gì? Mà con người mình rất là nhiều sợ, mà người ta nắm cái chủ yếu mình sợ, cho nên ta hù nè, ta dọa nè. Còn nếu như mà mình nhìn với cái cặp mắt là đây là một dạng ma đó, nó dẫn mình đừng tụng nữa, đừng tu nữa. Nó biết mình sợ cô đơn cho nó tụng không? Tụng cô đơn nghe, sợ cô đơn khỏi tụng. Mà khỏi tụng thì khỏi tu, mà khỏi tu thì ma nó có dân, mình tu thì ma nó thiếu dân. Cho nên đừng có nghe câu này. Có nhiều người nói là tụng chú Đại Bi á, tụng tới cái chỗ đó phải thêm tên mình vô, còn không tụng cái tới chỗ đó không thêm tên mình vô Phật không biết mình là ai. Những cái hình thức, những cái hiểu như vậy sai lắm. Mà khổ nổi nè, Phật tử á, mình muốn biết chính xác chuyện gì, mình phải hỏi những cái vị xuất gia. Ta tu, ta bảo đảm, ta có học xuất gia, mà các vị xuất gia phải có bổn phận học nha. Xuất gia mà không chịu học, mà tới hồi Phật tử hỏi mà trả lời cũng rất bớt nữa. Cho nên là không có thể nào hiểu được là tụng chú Đại Bi thì càng trở nên cô độc. Đừng hiểu như vậy. Rồi bây giờ câu thứ hai. Con biết thầy rất busy, con chỉ hỏi thầy một câu thôi. Con rất tin vào Bồ Tát Quan Âm, vậy hàng ngày con không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà con thường niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, được không thầy? Tại vì người ta thường nói niệm Phật chứ không có nói niệm Bồ Tát. Cái câu này thì thấy thương nè. Tại vì đa số ai người ta cũng nói niệm Phật đi, niệm Phật đi, chứ đâu ta ai đâu có ai nói niệm Bồ Tát đi, niệm Bồ Tát đi. Mà cái vị Phật tử này thì thích Đức Bồ Tát Quan Âm, cho nên niệm Đức Bồ Tát Quan Âm không. Mà bây giờ mình niệm vậy có trật với câu mình thường nói không? Thưa, tại vì mình hiểu chữ, mình hiểu một chữ, một cái chữ nào mình hiểu đó thôi, chữ nào nghĩa đó mình hiểu vậy đó. Cái chữ niệm Phật á, Pháp Hòa thường nói hoài đó, chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, thường nhớ nghĩ tới Phật. Mà cái chữ Phật là một danh từ chung, cho dù mình cảm niệm Đức Bồ Tát nào, mình niệm Bồ Tát đó cũng được hết, không nhất thiết phải là niệm Phật A-di-đà. Bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào mà mình có cái nhân duyên với vị đó, mình thường niệm vị đó đều được hết. Đó là Pháp Hòa nói theo cái danh, theo cái hiểu thông thường. Người ta thường nói chữ niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm liên tục, vậy là kêu niệm Phật đó. Cái đó mới chỉ là một nghĩa của chữ niệm Phật thôi. Bây giờ cái nghĩa sâu sắc hơn nè. Niệm Phật là niệm sao? Không phải chỉ cái miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, mà chữ niệm Phật ở trường hợp sâu sắc này là luôn luôn nhớ nghĩ đức hạnh của Phật, để học theo những cái hạnh Phật. Cái đó mới chân thật nghĩa của chữ niệm Phật. Ví dụ Đức Quan Âm là hạnh gì? Hạnh từ bi, hạnh nhẫn nhục,
Thì mình nếu niệm Quan Âm là mình phải niệm cái hạnh đức của Ngài là từ bi nhẫn nhục. Cho nên thí dụ như mà hôm nay á, mình đi ra chợ, mình bị một cái người đó người ta hiểu lầm, người ta kéo mình vô góc, người ta mắng mình một hơi, cái mình cũng nổi xung thiên, mình lên mình mắng xả người ta ở giữa chợ, rồi hai bên gây gỗ với nhau. Còn nếu như mình nói rằng thôi chị này chắc chị hiểu lầm, thôi chị bây giờ chị đang hiểu lầm em, chị nói chị giận nói la lối, mà bây giờ em nói nữa là có chuyện, thôi hôm nào chị bớt giận rồi mình sẽ bàn. Tức là mình làm sao mình lắng. Lúc đó đâu có niệm Quan Âm Bồ Tát đâu, nhưng mà có niệm không? Có niệm, tại mình học cái nhẫn nhục của Quan Âm. Cho nên cái chữ niệm á, người ta hiểu lầm một cái nghĩa đơn giản là lâm râm niệm cái tên của vị Phật Bồ Tát kêu là niệm Phật. Cái nghĩa đó được, nhưng mà nó còn mới có cơ bản thôi. Mà thưa đại chúng, bên Ấn Độ ngày xưa người ta đâu có niệm vậy. Người ta đâu có ngồi ta niệm cả ngày Nam Mô Di Đà Phật vậy đâu. Ta niệm những đức hạnh của Phật. Phật là đấng ứng cúng, Phật là đấng chánh biến tri, Phật là đấng thiện thể, Phật là bậc giải thoát tri kiến, Phật là Như Lai, là Thế Tôn. Ta niệm những cái hạnh đức của Phật. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình hãy niệm cái hạnh đức của Phật. Để chi? Để chúng ta ứng dụng thật sự trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy gọi là niệm Phật. Cũng giống như nghĩa của chữ thờ Phật. Nhiều người mình hiểu đơn giản là thỉnh tượng Phật về để lên bàn thờ, mỗi ngày thắp nhang, mỗi tuần thứ bảy đi mua bông mua trái về để lên bàn thờ kêu thờ Phật. Được, không sao hết á. Nhưng mà cái nghĩa đó nó cơ bản thôi. Còn cái nghĩa sâu sắc của chữ thờ Phật nè, nghĩa là chúng ta mang tượng Phật về để trong nhà, thì cũng có nghĩa là chúng ta hãy thỉnh Phật ngự ở trong lòng mình, để mỗi khi mình làm việc gì, sắp sửa làm việc gì không thiện, thì mình nhớ là mình là Phật tử. Thì tự nhiên nhớ mình là Phật tử thì mình giảm thiểu đi cái hành động gây cho người khác đau khổ. Mình sẽ giảm thiểu đi lời nói gây cho người khác đau khổ. Như vậy mới gọi là thờ Phật. Cũng giống như quý vị đeo chuỗi nè, có nhiều người ta nghĩ đeo chuỗi để bình an, cho nên ta kiếm chuỗi ta đeo. Mà đâu phải chuỗi thường đâu, chuỗi gỗ, chuỗi trầm, chuỗi ngọc, chuỗi gì đủ thứ hết. Nhưng mà người ta đeo đó là để trang sức thôi, ta đeo cho nó đẹp, fashion, mod. Nhưng mà người Phật tử mà đeo chuỗi mà hiểu rõ cái ý nghĩa đeo chuỗi đó sâu sắc rồi, họ đeo mà vô quái ngại. Nè, đeo vô tay này nghe. Thì vừa đưa cái tay lên chỉ cái bà kia, bà coi chừng tôi nghe nha. Trời, chuỗi. Nó mô Phật. Cái miệng mình vừa giơ tay, nó bà coi chừng tôi nghe. Một mặt tay thôi là răng nú lẫn lộn nha. Thì mình nhớ mình đưa cái tay này lên. Trời đất ơi, tay mà đeo chuỗi mà chỉ chỏ nói cái lời độc địa như vậy, thụt lại liền. Thay vì nãy mới vừa đưa về cái tao mô Phật. Hiểu được cái ý nghĩa đeo chuỗi. Ta đeo chuỗi là, cho nên vừa rồi mà kể đại chúng nghe một câu chuyện đó. Có một em nhỏ đạo chúa, ba mẹ mới gửi lên chùa học một cái khóa hè. Thì Pháp Hòa có biết đứa nào chúa đứa nào Phật đâu. Thì tới giờ mình tặng quà, mình tặng hết, thì Pháp Hòa phát mỗi đứa sâu chuỗi hết. Mà Pháp Hòa dặn mấy đứa nó, con đeo cái sâu chuỗi này để khi nào con sắp làm việc xấu, con dơ lên sắp làm xấu, thì con nhớ cái sâu chuỗi này nhắc con làm việc tốt. Pháp Hòa đâu có biểu nó niệm Phật gì đâu, mà biểu nhớ vậy thôi. Cái nó đi về cái nó gặp chú bác gì của nó la nó, mày có biết mày đạo chúa không, mày đeo cái này em giục thùng rác đi, thế này thế kia. Cái nó không giục, nó đem về nó hỏi má nó. Nó nói mẹ, bác la con, bác không cho con đeo. Cái thì mẹ nó xoay qua hỏi, nhưng mà lúc thầy cho con, thầy dặn con cái gì? Nó nói thầy dặn con á, đeo cái này để khi nào con sắp làm việc xấu á, thì con nhớ cái này nhắc con làm việc tốt. Mẹ nó hỏi, mà con có thích vậy không? Nó nói dạ con thích, thế thì con cứ đeo. Vậy thì đeo chuỗi á, có nhiều người đeo rất nhiều chuỗi,
đủ kiểu đủ thứ mà chưa hề lần một sâu nha. Tại vì nghĩ rằng này, đeo cái này để bình an thôi. Nhưng mà nếu bình an được, sẽ được bình an nếu đừng làm việc xấu, sẽ được bình an nói nếu đừng nói bậy, sẽ được bình an nhưng mà với điều kiện là vừa định đánh người ta nhớ thụt tay lại, thay diền vậy thành vậy. Thành thử ra tu là mình chuyển hóa vậy thôi, đó là niệm Phật đó. Không niệm Phật à, nhưng mà vừa ra vậy là niệm Phật liền, đó nghĩa niệm Phật đó. Cho nên tụng cái câu không, nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa, cái nghĩa chân thật của Như Lai tuyên thuyết. Hồi sáng mình tụng đó, tinh thông giáo nghĩa huyền vi, nghĩa lý của kinh huyền vi và huyền diệu và thâm và sâu lắm. Cho nên mình có niệm bất cứ vị Phật nào. Có vị hỏi, thưa thầy ở nhà con thờ Phật Thích Ca mà tối nào con cũng niệm Quan Âm, vậy Phật Thích Ca có buồn không? Trời ơi, chúng sanh mình đã sống với nhau mình mới buồn rầu cả ngày, chứ còn đã là Phật rồi thì ai buồn chi mấy chuyện đó. Mà hơn nữa Phật Thích Ca là thường dạy mình phải niệm Phật, niệm Bồ Tát, thì mình có niệm ai thì Ngài cũng vui thôi. Ngài nói you good, con tốt lắm, con theo lời ta dạy. Chứ Phật đâu có đi ganh tị mấy chuyện đó, tị với chúng sanh mình. Mình sống với cái tâm chúng sanh phàm phu của mình, ganh tị với nhau từng chút, chứ Phật Bồ Tát đâu ganh tị kiểu đó. Cho nên cái câu hỏi này được. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái tấm rất thật, tấm lòng thật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, con thấy ở các chùa tại sao lại cúng sao giải hạn, cúng tam tai. Dịp Tết con đi chùa thấy có bảng tam tai viết dần ngọ tuất, và có một thầy nói là 3 tuổi này năm nay xui xẻo lắm, có thể bị tai nạn, và nói mọi người viết tên để thầy cúng. Con thấy Đức Phật không có dạy như thế, giống mê tín, mâu thuẫn quá. Mỗi năm người ta hay đi cúng sao giải hạn. Thưa đại chúng, có một cái ý ta gọi là tam tai. Quý vị hiểu chữ tam tai không? Một chu kỳ là 12 năm. Thì người ta quan niệm rằng cứ 12 năm thì 9 năm mình an lành thì có 3 năm xui. 3 năm liên tiếp xui, mà thường thường á ba cái tuổi nó đi chùm với nhau, nó đi theo tam hạp. Quý vị biết tam hạp không? Tam hạp là dần ngọ tuất, hợi mẹo mùi, thân tí thìn, tỵ dậu sửu. Đây gọi là tam hạp. Còn tứ hành xung á là dần thân tỵ hợi, tí ngọ mẹo dậu, thìn tức sửu mùi. Bốn cái tuổi này đi chung kêu tứ hành xung. Nhưng mà những cái ý như vậy đó là quan niệm nhân gian tín ngưỡng của Trung Hoa, và nó ảnh hưởng vào đời sống văn hóa của người Việt. Mà dù là người Việt hay người Hoa thì những cái tín ngưỡng này nó nằm trong tín ngưỡng nhân gian, chứ không liên quan gì đến Phật giáo hết. Phật giáo không hề dạy vấn đề xui xẻo, cử kiên, kỵ tuổi này tuổi kia gì hết, không có cái đó. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là ngày, tháng, năm, giờ tốt. Nếu năm đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó nói xấu, làm xấu, nghĩ xấu thì ngày đó là năm xấu, ngày xấu, thế thôi. Như vậy thì xấu tốt là tùy cái tâm của mình. Thí dụ hôm nay mùng 3, mùng 7 gì đó, mà mình đi vô trong casino, mình đánh nó thua, nó nói trời ơi sáng đi chơi còn quên coi ngày,
nhằm ngày Tam Nương bởi sạch bách. Nhưng mà rồi bữa khác đâu phải ngày Tam Nương đâu, đâu phải mùng 3, cũng không phải mùng 7, không phải ngày Tam Nương, mình đi chơi nó cũng thua như thường vậy. Rồi bây giờ cho dù mình lật lịch, mình coi trong lịch để là hôm nay, mà cô không có cuốn lịch nào để là hôm nay được đánh bài hết á. Không cuốn lịch nào nói câu đó hết á. Cho nên theo cái tin mà gọi là chân thật của Đạo Phật thì không có sinh xâm bói quẻ cúng sao giải hạn ngày tốt ngày xấu gì hết. Nhưng mà trong Phật giáo là có một nghi thức hình thức cúng cầu an cầu nguyện bằng cách là thắp đèn tụng kinh để giúp hướng dẫn mình sống tốt. Rồi ông thầy bói ông thọc một câu nha. Ông nói năm nay xui lắm nha, tam tai nè. Nhưng mà nếu mà ăn chay mà làm phước mà cho nhiều đó thì sẽ hết. Cái mình nghe mình cũng ăn chay, đi chùa làm phước, nhưng mà thật sự mục đích làm phước đi chùa ăn chay là bởi vì sao? Bởi vì mình sợ xui. Như vậy thì cái hành động đó tốt, nhưng mà nó tốt ở cái mặt là cho mình và sợ xui, mà cái gốc xuất phát của việc làm tốt đó từ cái vô minh. Vô minh là mình không hiểu đạo lý. Vì không hiểu đạo lý cho nên mình mới đi tin những cái đó, rồi mình làm cũng là một cái, đó là một cái ý tốt, là hướng dẫn chỉ dẫn cho người ta làm tốt, nhưng mà nó chưa rốt ráo. Con người vì sợ mà làm chứ không có ai bình thường mà tự phát tâm hết đó. Bởi vậy cho nên là vì sợ quá cho nên đem Phật một dĩa trái cây đâu chừng 4 trái táo, thơm thảo thêm chùm nho nảy chuối, nhưng mà cầu nguyện hết nửa cây nhang. Vậy thì Phật cái tu để thành Phật rồi ngồi để chờ mấy nảy chuối của mình, mấy trái táo của mình, mà nói rõ ràng hơn là ăn hối lộ. Mình đến với Phật có sự đổi chác. Phật ơi con xui quá, giờ bữa nay con cúng Phật nảy chuối, Phật phù hộ cho con. Mà nếu như mà may mắn nha, mà mình cầu nguyện xong cái nó hên, cái nó trúng nghe, mình đồn ra liền á, Phật chùa Trúc Lâm linh lắm. Mà nếu mà Phật chùa Trúc Lâm mà linh là mấy thầy trên chùa cũng khỏe ru luôn, tại vì ăn trái cây quanh năm. Phật linh quá, mình đem mình cúng, mình trả lễ cho Phật, trả lễ Phật là mấy thầy được hưởng. Mà Phật nào mà không linh là mấy thầy chùa đó đói, ta không linh là không cúng. Như vậy thì mình đến với Phật có cái gì? Có cái đổi chác quyền lợi. Phật phù hộ con cúng, Phật không phù hộ con không cúng, trật lắm rồi. Phật nhà bỏ ngay vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan bỏ hết để làm một cái việc là tu tập để thành tựu được những cái đạo lý sáng ngời truyền đạt cho mình. Chứ Phật đâu phải bỏ cung vàng điện ngọc cả đời của Ngài để mà đi chờ mấy cái trái cây, mấy cái miếng bánh của mình. Nhưng mà nếu mình có dâng cúng cho Ngài là chỉ tỏ một chút lòng thành kính của mình, chứ còn không cúng cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng tới hoặc phải có cái gì đó, mình đến bằng một tấm lòng cũng được. Cho nên quý vị thấy có cây nhang thắp sẵn trên bàn thờ, quý vị cứ tới lễ Phật đi, không cần phải thắp nhang đâu. Không phải mỗi người cây nhang Phật mới chứng đâu. Mà nếu mà thắp nhiều quá khói đó, Phật nhăn nhăn, Phật nhìn không kỹ, phụ hộ không kịp nữa đó. Mà không thắp gì hết mà Phật nghĩa là sáng mắt Phật nhìn rõ coi mình là Nguyễn Thị Sủ, Phật phụ hộ cho rõ. Chứ còn thắp mỗi người một cây, còn quan niệm là bây giờ cứ nghĩ 100 người mà mỗi người 3 cây là 300 cây nhang, khói cây mắt Phật nhìn lội lo dụi mắt không nhìn. Mình thấy Phật ơi con nè, Phật nhìn không kỹ nữa. À, con nè, nhưng mà Phật đang khói mắt quá nhìn không rõ. Thấy người ta thắp sẵn cây nhang rồi, mình cứ việc lại Phật là được rồi, không cần thắp nhang đâu. Không phải mỗi người phải mỗi cây nhang. Bởi vì cây hương là tượng trưng cho giới hạnh, thắp một cây là đủ tỏa. Và thưa đại chúng, đến một lúc nào đó cái chất hóa chất mà người ta làm trong nhang nhiều quá đó, chúng ta cũng không nên dùng nữa đó. Và thưa là nhang mà càng mùi chừng nào là hóa chất nhiều chừng đó, không có tốt đâu.
Thì mình thắp nhang nhiều quá tốt. Một cây tượng trưng thôi. Bởi vì hương là tượng trưng cho hương đức hạnh, đèn là tượng trưng cho trí tuệ, hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, nhang đèn bông trái là tượng trưng cho đạo lý hướng dẫn chúng ta sống, có nhân quả, có trí tuệ, có giới hạnh. Mà thưa đại chúng, người sống mà có trí tuệ, có nhân quả, có giới hạnh, có phải đẹp không? Quá chừng đẹp. Thì tự nhiên người đó là một cái bàn thờ tuyệt vời, đi lên đâu cũng tỏa ra hương, ra hoa, ra quả cho mọi người được hưởng. Cho nên cái ý niệm cúng tam tai cũng không có. Mà nếu như nhà chùa mà có làm thì chắc có lẽ là cũng phương tiện tùy thuận chúng sanh mà làm thôi, chứ còn thực chất là không có. Nếu như mà mình xin một cái quẻ rồi lúc nào mình sống mình cũng sao, mình cũng tùy thuận vào cái vấn đề xin xăm báo quẻ mà không quyết định được cái gì hết, cái gì cũng phó thác cho đến tối cao nào ở trên hết, không được. Tổ Quy Sơn nó đừng để ai quyết định đời mình, mà mình phải là cái người quyết định cho đời mình. Cho quý vị thấy một đứa nhỏ, nếu nó muốn trở thành một bác sĩ, tự thân nó sẽ trở thành bác sĩ. Mình không ép nó được nếu nó không có khả năng. Mà nhiều khi những cái thảm trạng đau lòng là mình cứ muốn con mình là bác sĩ với dược sĩ với kỹ sư, cứ ép mà nó khả năng nó không làm được. Cái cuối cùng nó buồn quá, nó thấy nó không làm được gì cho cha mẹ nó vui, nó tự vẫn nó chết. Rồi khi tự vẫn nó chết cái mình rồi khóc lên, thôi con ơi con sống vậy đi, giờ con là cái gì cũng được hết. Mà có lúc nó còn sống, sao nó là một đứa con bình thường, nó đi học theo cái ý thích của nó mà nó không chịu. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Cái đó là mình không thấy rõ từ cái nhân đó, mình đợi tới cái quả cái mình chuyển. Và thưa đại chúng, những cái đó là do cái gì? Người ta quy nạp theo cái mức độ phần nhiều thôi. Ví dụ ha, có nhiều người ta nói vậy nè, người ta quan niệm rằng con gà đó là cực khổ lắm, nó phải mổ mới có ăn. Mà nếu mà con gà đó nó xui xẻo, nó không mổ dầm bồ lúa, nó mổ dầm dây thun, nó nuốt dây thun nó cực lắm, cho nên ai tuổi dậu nó số khổ. Mình quy nạp vậy thôi. Quy nạp là phần lớn, số nhiều cái mình gom lại đại khái dài trường hợp nó na ná giống nhau vậy, là bắt đầu mình trở thành ra một sự quy nạp tổng hợp. Tuổi nào cũng giống nhau hết. Ví dụ ta nói tuổi dần nó cao số lắm, lận đận tình cảm lắm. Em cũng tuổi dần nè, đi tu như em đi khỏi lận đận. Tuổi dần lận đận tình cảm lắm. Vậy là quý vị rõ ha. Cho nên sau này mình có thấy ai làm những cái điều đó, mình biết đây không phải là của Phật giáo. Mà nếu các chùa có làm là chẳng qua là tùy thuận thế gian thôi, chứ còn Phật giáo không có. Nhớ, chỉ cần tâm nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, ngày đó nhất định là ngày tốt. Bây giờ hôm nay thí dụ nha, hôm nay là rằm lễ Phật đản nha, theo quan niệm là tốt chứ gì. Thử bây giờ ra đường chửi người ta coi người ta chửi lại không. Đừng có lựa ngày chửi người nữa. Đấy, hôm nay rằm mà chửi nó chắc nó nín thinh thế để cho mình chửi à. Không. Nói thời thế gian là không có dễ đâu em. Cứ mình cứ nghĩ là ngày thế, bây giờ lựa là ngày rằm là ngày tốt đi, là thử làm việc xấu đi rồi biết. Phải không? Thành ra không có chuyện đó đâu. Cho hồi xưa nó cất cái chùa này, mấy vị tới hỏi tuổi thầy viện chủ, hỏi tuổi Pháp Hòa, bấm cái nói trời đất ơi, sao thầy cất chùa mà thầy xây hướng này. Hỏi thầy viện chủ, hỏi tại sao không xây được. Nó xây cái hướng này là hai thầy làm không được chuyện lớn đâu. Cái thầy viện chủ thấy nói trời Phật ơi, tôi cất chùa cho Phật ở chứ tôi đâu có ở, tôi ở ké.
Tôi với ông thầy Phật ở ké, không thấy hai phòng có chút xíu ở sao rồi. Phật cũng ở chính, tôi cất cho Phật ở. Mình là ở ké Phật thôi. Rồi có một vị, cái ngày khởi công xây cái chùa này là quý vị biết không? Ngày 31 tháng 10. Lễ gì? Halloween. Có vị mới tới mới nói trời ơi, hết lửa hết ngày, lửa ngày cô hồn. Cho nên mình luôn luôn một cái quan niệm, mình làm việc thánh thiện, mình làm việc tốt cho đời, cho người, bao giờ xấu. Ngài cứ nhớ vậy. Trong kinh Phật nói, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, ngày, tháng, năm, giờ đó tốt. Ngược lại, nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu, ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là ngày giờ xấu. Con có rất nhiều điều muốn nhờ thầy chỉ dạy. Hôm nay con mạo muội gửi thầy, mong thầy bớt chút thời gian quý báu giải, quá giải cho con. Từ khi con biết đến Phật giáo và các bài thuyết pháp của các thầy, con thường xuyên mở nghe. Có phải con thường xuyên mở nghe nên các vong linh, hương linh về cùng nghe, nên trong nhà con có nhiều chuyện lục đục không bình thường, có phải vậy không? Quý vị trả lời luôn giùm đi. Phải vậy không? Trời Phật. Thử hỏi, mình nghe pháp, mình nghe điều thiện, mình trở thành người thiện, người tốt. Giả dụ như có vong linh nào nghe, không lẽ họ nghe ngược lại, nghe điều tốt thì trở thành điều xấu, họ đi lục đục mình. Một câu hỏi. Thật sự cái vị Phật tử này, những câu hỏi đều rất chân thật, từ những cái tấm lòng không hiểu mà hỏi. Nhưng mà những ai đó đi tuyên truyền những cái ý nghĩa này hoàn toàn không có một cái chút gì gọi là hợp tình hợp lý hết. Tiếng Anh nó gọi là no sense. Tại sao một người khác nghe thẩm thấu làm tốt mà một người khác nghe lại làm xấu làm sao? Cho nên có nhiều người nói có nhiều người quan niệm rằng tại vì mở nghe như vậy cho nên các vong linh nó về rồi nó phá trong nhà mình, làm cho gia đình mình lục đục. Làm gì có chuyện đó. Và mà ví dụ bây giờ quý vị không mở băng kinh đi, quý vị mở phim, phim action, phim đâm chém, phim tầm bậy tầm bạ trong nhà, mở tối ngày sáng đêm, rồi vong linh nó về nó coi nữa làm gì? Bây giờ nó nghe pháp mà nó còn không tu nữa thì nó coi cái phim nó chắc nó tu à. Cho nên không có một cái quan niệm như vậy nữa. Đấy cũng một dạng gì? Tà kiến. Có nhiều người nói tối ngủ đừng có mở máy niệm Phật, trong nhà đừng có mở máy niệm Phật. Mở như vậy rồi vong linh nó vô, nó nghe nhiều lắm, nó ở trong nhà, nó làm cho nhà mình lục đục cả ngày. Mình không nghe mình mới lục đục chứ. Tại mình lục đục chứ vong nào lục đục. Rồi mình trả lời một câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Trong kinh Địa Tạng nói, người cõi âm chỉ nhận được một phần công đức, còn lại sáu phần là do người cõi dương hưởng. Và các thầy cũng thường dạy Phật tử rằng khi hồi hướng nên nhớ đến pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ. Nếu vậy, khi con hồi hướng công đức phước báo nhiều nơi như vậy, con có vô tình làm cho phần phước báo, tức là một phần của người thân của con bị chia bớt không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là trong kinh nói 7 phần công đức khi mình làm được cho một cái người mất, thí dụ một cái người mất, mình làm việc phóng sanh, ăn chay, bố thí gì đó, hồi hướng cho người mất, mà 7 phần công đức người chết hưởng có 1 phần thôi, còn 6 phần còn lại là của người còn sống. Thì câu hỏi là bây giờ người thân của con hưởng có một phần à, mà đã vậy rồi mình còn đem phổ nguyện pháp giới chúng sanh nữa, vậy người thân của con có bị chia hết phần còn lại không? Đã hưởng có một phần mà còn bị chia nữa. Câu hỏi vậy đó cũng có lý không? Đem cho cái bánh mà còn bắt chia 10 người ăn nữa.
Thưa đại chúng, tại vì mình hiểu cái chữ phước ở đây á, là nó có limit, nó có hình, có tướng, cho nên nó mới bị hạn hẹp trong khuôn khổ. Còn cái phước mà ở đây muốn nói là cái phước từ tâm. Cái phước từ tâm là cái phước vì vô cùng vô cực. Mà mình làm việc gì mà biết nghĩ tới mọi người thì cái đó nó mới gọi là vô cùng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Một ngọn đèn mình thắp lên đây. Ở dưới đây quý vị có 1000 cây đuốc và cây đèn, quý vị đến mồi lửa từ cái cây đèn chánh này. Có vì tại quý vị mồi lửa 1000 cây mà cái đèn chánh này nó bị lu mờ cái lửa không? Không. Cũng như thế, phước của mình hồi hướng là mình hồi hướng bằng cái tâm lực, cũng giống như một ngọn đèn. Không bao giờ mà do 1000 cái đèn khác tới mồi, ngọn đèn này cũng không thay đổi. Ở đây nó nói tới cái chỗ một đây đó. Cái một đây là tượng trưng cho gì? Một sự nhất tâm. Nếu mà sự nhất tâm của mình mà có rồi đó thì không việc gì mà không thành. Chỉ sợ chúng ta làm mà không nghĩ tới tha nhân thôi. Phong là ví dụ á, đi chợ mình nấu ăn, mình nấu khách, mình nói hôm nay có một người khách tới, nhưng mà không bao giờ mình nấu ăn mà đủ cho một người khách ăn. Đa số nói mặc dù một người khách, vì đãi một người khách, nhưng mà mình cũng sẽ nấu sao đủ cho cả nhà. Và tùy theo cái số lượng 200-300 người, mà ngày đó có một người khách, nhưng mà mình cũng nấu cho 200-300 người ăn. Vậy thì đâu phải là nghe tiếng chữ một đó là chỉ có một đâu. Nhưng mà có một đó là biểu tượng. Nếu chúng ta có một tấm lòng thì tấm lòng đó sẽ trang rãi được hết, không có gì trở ngại hết. Cho nên đừng có lo là người thân của mình hưởng có một phần mà còn bị chia. Nếu cái tâm rộng rãi của chúng ta mà chia đều ra, hay là cái tâm rộng rãi của chúng ta trùm khắp, thì nó không bị hạn hẹp. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó không có hình tướng. Mà chính nó không có hình tướng cho nên nó là sao? Nó trùm khắp, không có bị hạn hẹp. Một cái người ta đau khổ á, cái sự đau khổ của chúng ta như một muỗng muối. Nếu cái muỗng muối đó đổ vào cái ly này thì nó rất mặn. Nhưng nếu muỗng muối đó mà đổ xuống sông thì không ăn thua gì hết. Cũng như thế, đau khổ của chúng ta cũng giống như một muỗng muối thôi. Nước trong chung hay là nước ở trong đại lòng sông, đó là lòng của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận nó hẹp hòi thì nó sẽ là một khối đau khổ. Còn nếu chúng ta cảm nhận nó rộng rãi thì tự nhiên chúng ta nhẹ đi đau khổ. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ bây giờ cái người đó không còn thương mình nữa. Người đó nói với mình là hết duyên với mình, hết thương mình rồi. Nhưng nếu chúng ta ôm khối đau khổ đó thì chúng ta mặn lắm. Tại vì mình chỉ thấy người đó phải là của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta rộng ra chút nữa, chúng ta nói thôi, mình với người đó duyên đã hết, và hôm nay người đó tiếp tục duyên với người khác. Bây giờ nếu người đó không còn thương mình nữa mà người đó thương người khác thì cũng tốt thôi. Chỉ cần mình nghĩ nó nhẹ nhàng, tất cả sự có sự hội hợp và sự chia ly đều là duyên hết. Đủ duyên thì có mặt, cũng đủ duyên chúng ta chia tay. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ cái người đó họ sống với mình, họ làm khổ mình mỗi ngày. Bữa nay họ không còn làm khổ mình nữa, mình cũng khổ luôn nữa đó. Tôi ước gì ở với tôi cũng được, mình chỉ cần làm khổ tôi thôi. Nhưng mà lúc mà ở chung thì than rên dữ lắm, nói trời ơi không biết chừng nào tôi mới được dứt. Mà tới hồi người ta dứt thì khóc. Sao mình không nghĩ hết nghiệp? Thay vì mình nghĩ đây là sự đổ nghiệp, chờ tôi tu chắc tôi bị đổ nghiệp, sao giờ vợ không thương, chồng không thương, không, nhờ mình tu cho nên nghiệp hết. Còn nếu mà nghĩ nợ này không mình trả dứt rồi, giờ bắt đầu lấn vào nợ khác, người khác tiếp tục trả giùm mình,
Hay là mình nói rộng hơn, nếu như mình là người đang chịu khổ, thôi nếu mình không chịu cái cảnh này thì chắc cũng sẽ có người khác chịu, thôi để mình chịu còn hơn người khác chịu. Cũng muốn muối thôi, mà ăn thua mình để xuống sông hay mình để ở trong nước. Vừa rồi Pháp Hòa có đi Mỹ giảng xong thì có một vị Phật tử mời về hộ niệm cho người ba đang bệnh nặng sắp mất. Thì Pháp Hòa về lại đây 2 ngày sau thì ông cụ mất. Thì sáng nay Pháp Hòa mới gửi cái thư chia buồn. Thì trong cái mail Pháp Hòa viết: mình mất một người thân, mình đau lắm, buồn lắm, nhưng người thân đó vẫn còn đây với mình. Mà mình chịu không nổi là vì cái sự đau đớn, bệnh tật đã làm họ khổ và mình cũng khổ theo. Tuy họ chết, nhưng mà cái sự đau đớn đó không còn hành hạ họ nữa. Và nếu mình nhìn rộng ra, mình nhìn rộng ra, người đó không còn hạn hẹp ở một cái thân tứ đại hữu hạn này nữa, mà bây giờ người đó đang sống rất rộng ở trong các con các cháu. Có một hôm Pháp Hòa nói điều này với một cái đám tang của một cái người Mỹ. Thì xong đám tang thì cái người nhà đã chạy tới: cảm ơn thầy đã cho tôi một cái nhìn rộng, và tôi thấy rằng người thân của tôi đang sống mãnh liệt trong tất cả các con các cháu, chứ không phải chỉ hạn hẹp ở một thân xác của người đó nữa. Cũng giống như bây giờ nè, mình không có ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng mà ông bà nội ngoại có trong người mình. Dòng máu của nội ngoại đang ở trong ba, rồi ba truyền xuống cho mình, rồi mai mốt mình có con mình truyền xuống cho con. Bây giờ ông bà mình sống dài ra, không bị hạn hẹp trong một cái thân, một cái tướng nữa. Thấy rộng như vậy, tự nhiên cái tâm mình nhẹ ra. Thí dụ hôm nào quý vị mất tiền đi, mình mất thì mình không có của mình xài, nhưng mà chắc chắn sẽ có người lượm được cho nên mình mới mất. Thôi thì ai lượm được thì người ta có, người ta xài. Mình mất thì người khác có xài. Nghĩ vậy cái tự nhiên tâm mình sao? Nhẹ ra. Hồi cuối cùng Pháp Hòa kể lại câu chuyện của một ông Gandhi. Ông bước lên chiếc xe lửa, vô tình ông làm rớt chiếc dép. Tới xe lửa rồi, ông lột chiếc dép còn dính trong chân, ông dục trở lại cái chỗ hồi nãy. Người ta mới nói ông làm gì kỳ vậy. Ông mới nói bây giờ tôi rớt chiếc dép ở khúc đó, ai lượm được chiếc dép cũng không mang được, bởi vì có một chiếc hà. Mà tôi giữ chiếc tôi cũng đâu có mang được, thôi tôi lột đây tôi dục lỡ đó luôn, lỡ ai có lượm lượm 2 chiếc, ta có nguyên cặp ta mang. Quý vị thấy cái hình ảnh đó không? Cho nên đa số vừa rớt chiếc dép, trời ơi tiếc quá, chiếc đó 300, 500, mà bây giờ 300, 500 thì cũng còn một chiếc, làm được cái gì, thôi dục lại đó luôn. Mà cái đó là chuyện rất thực tế, chứ không có gì xa vời mà chúng ta làm được. Nó thật là như vậy. Cho dù cái đôi giày mình 500 đô nhưng mà nếu mình còn giữ một chiếc thì cũng chẳng làm được gì. Nếu ai đó lượm được cả 2 chiếc thì người ta xài được cả 2. Cho nên nhiều khi cái mình mất chưa hẳn đã mất, mà ai đó được thì người ta được trọn vẹn. Cho nên mình đâu có mất. Ví dụ như bây giờ quý vị nấu cơm cho đại chúng ăn ngày Chủ nhật á, người ta ăn hết nhưng mà còn không? Còn gì, còn cái phước. Cho nên có gì đâu mất. Giống như quý vị xúc một muỗng đất, từ cái lõm này đắp qua lõm này, mất cái lõm này mà bù lõm khác. Cho nên ở đời nếu chúng ta có cái nhìn nó thoáng như vậy, tự nhiên tâm hồn chúng ta sao? Nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Và cuộc sống của chúng ta nó vui hay buồn chẳng qua một cái thôi, đó là cái nhìn. Nếu chúng ta có cái nhìn rộng, cuộc đời mình nhẹ, mà chúng ta có cái nhìn hẹp thì tự nhiên khổ đau. Khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Mình có một cái nhìn thoáng, mọi việc nó sẽ thoáng. Mình có một cái nhìn hẹp, mọi việc nó sẽ trở nên bế tắc. Thôi cầu chúc đại chúng an vui. Và nhớ là Phật tử thì chúng ta thường xuyên nghe Pháp,
để chúng ta học hỏi được những điều chúng ta chưa biết, khai mở tâm tư của mình và làm cho cuộc sống của mình trở nên vui hơn, thảnh thơi hơn. Dù cuộc đời này rất nhiều cái nó ập, nó tấp vào trong người mình, nhưng mà chúng ta có cái nhìn và có cái nhận biết, cho nên nó không làm gì chúng ta được. Thôi mời đại chúng, chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ. Và xin thưa là chủ nhật tuần thứ bảy tuần sau, từ 9 giờ tới 4 giờ chiều, chúng ta sẽ có một ngày tu học bằng tiếng Anh từ buổi thứ bảy. Chủ nhật 10 giờ rưỡi sáng chúng ta có khóa lễ bình thường, nhưng mà chủ nhật tuần sau thì chúng ta tụng sám dược sư, và sau đó thì sẽ có khóa tu mùa xuân 4 ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, nhân dịp lễ Long Weekend. Xin đại chúng nhớ đăng ký ở dưới trai đường để chúng ta biết số lượng mà chuẩn bị. Đồng thời chúng ta sẽ có 2 ngày tu học cho các em teenager 29 và 30 tại Westlock, tại tu viện Tây Thiên. Quý vị nào có con em, nhân cái dịp mấy em nó nghỉ Spring Break đó, quý vị khuyến khích các em về ở chùa tu tập trong 2 ngày để cho các em mà học hỏi và chơi với nhau trong cái tinh thần lành mạnh. Và chủ nhật 27 Tây cũng đúng ngay ngày lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm Bồ Tát và đồng thời kết thúc 49 ngày của mùa dược sư. Thì đó là sinh hoạt chương trình kế tiếp của 2 tuần kế tiếp. Mong đại chúng lưu tâm và tham dự. A Di Đà Phật.